Xin chào tất cả các bạn, mình là Y Di Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về khởi nghĩa Bà Triệu, mốc son trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sĩ Nhiếp là thái thú giao chỉ vào cuối đời nhà Hán, cai trị từ năm 187 đến năm 226 sau Công Nguyên. Ông được ca ngợi là một vị quan tốt, có uy tín trong dân chúng. Khi nhà Đông Hán sụp đổ và Trung Quốc phân chia thành ba nước, Tào Ngụy, Thục Hán, Đông Ngô, Sĩ Nhiếp vẫn duy trì một vùng tự trị tại Giao Châu. Năm 210, quân phiệt Tôn Quyền của Đông Ngô cử Bộ Chất làm thứ sử Giao Châu. Sĩ Nhiếp không chống cự và thường gửi cống phẩm cho Tôn Quyền để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Tôn Quyền đáp lại bằng cách gửi thư ban thưởng hậu hĩnh. Sự mềm dẻo trong chính sách đối ngoại của Sĩ Nhiếp được đánh giá rất cao, giúp giữ yên bờ cõi Giao Châu trong thời gian ông cai trị. Năm 226, khi Sĩ Nhiếp qua đời, Ngô chủ Tôn Quyền đã chia đất Giao Châu từ Hợp Phố về phía Bắc, gọi là Quảng Châu. Ông cử Lã Đại làm thứ sử Quảng Châu, Đái Lương làm thứ sử Giao Châu và Trần Thì làm thái thú quận Giao Chỉ. Con trai Sĩ Nhiếp là Sĩ Huy tự xưng thái thú và đem binh chống lại. Thứ sử Lã Đại đã đưa quân đến đánh dẹp. Do nghe lời chiêu dụ, Sĩ Huy cùng năm anh em ra hàng, nhưng Lã Đại đã chém tất cả và gửi đầu họ về Vũ Xương. Dư đảng của Sĩ Huy tiếp tục chống đối, khiến Lã Đại phải mang quân vào Cửu Chân, giết hại hàng vạn người. Bà Triệu hay còn được gọi là Triệu Ẩu, nghĩa là Bà Triệu trong tiếng Hán. Tên thật là Triệu Thị Trinh, sinh năm 226 tại miền núi Quan Yên, nay là làng Quan Yên, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Từ nhỏ, bà đã tỏ ra có chí khí hơn người. Khi cha bà hỏi về chí hướng mai sau, bà mạnh mẽ đáp rằng lớn lên sẽ đi đánh giặc như hai bà Trưng. Truyền thuyết kể rằng ở quê bà có một con voi trắng một ngà rất hung dữ, phá phách ruộng nương làng xóm, không ai trị nổi. Bà họp các bạn lại, bày mưu dùng kế lừa voi xuống một bãi đầm lầy, rồi nhảy lên đầu voi, dùng búa khuất phục nó. Từ đó, voi trở thành người bạn chiến đấu trung thành của bà. Khi cha mẹ mất, bà Triệu đến sống với anh trai là Triệu Quốc Đạt, một hào trưởng ở Quan Yên. Lớn lên, bà là người có sức mạnh, giỏi võ nghệ, lại có chí lớn. Năm 19 tuổi, khi được hỏi về việc chồng con, bà nói: "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở Biển Đông, lấy lại Giang Sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người." Năm 20 tuổi, do mâu thuẫn với người chị dâu ác nghiệt, bà giết chị dâu rồi vào ở trong núi Nưa, Thanh Hóa, chiêu mộ hơn hàng ngàn tráng sĩ. Năm 248, thấy quan lại nhà Đông Ngô tàn ác, dân tình khổ sở, bà Triệu bàn với anh trai khởi binh chống lại. Sau một thời gian chuẩn bị, anh em bà Triệu dùng khu vực rừng núi Nưa làm căn cứ, tập hợp lực lượng, chuẩn bị lương thảo, mở rộng địa bàn hoạt động xuống miền đồng bằng. Dưới ngọn cờ cứu nước của bà Triệu, nhân dân khắp huyện Cửu Chân một lòng ủng hộ, nô nức tham gia. Bà Triệu cùng nghĩa quân vượt sông Mã xuống vùng Bồ Điền để xây dựng cứ địa. Nơi này có đầy đủ các yếu tố để xây dựng một căn cứ thuận lợi cho cả thế tấn công và phòng thủ. Từ đây, quân đội có thể ngược sông Lèn ra sông Mã, rồi rút lên mạn Quan Yên hoặc tới căn cứ núi Nưa khi cần. Nghĩa quân ngày một lớn mạnh. Khắp hai quận Cửu Chân và Giao Chỉ, nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh cứu nước của bà Triệu. Những thành ấp của quân Ngô ở Cửu Chân lần lượt bị hạ. Nghĩa quân tấn công quận lỵ Tư Phố, căn cứ quân sự của nhà Ngô tại Cửu Chân. Thừa thắng, nghĩa quân chuyển hướng hoạt động tại vùng đồng bằng sông Mã. Từ Cửu Chân, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan ra Giao Chỉ, vào tận Cửu Đức. Thứ sử Châu Giao bị giết, khiến quan lại đô hộ ở Châu Giao hết sức hoảng sợ. Nhà Ngô thừa nhận toàn thể Châu Giao bị náo động. Đang lúc ấy, Triệu Quốc Đạt lâm bệnh qua đời. Các nghĩa binh thấy bà Triệu làm tướng có can đảm, bèn tôn bà lên làm chủ. Bà phối hợp với ba anh em họ Lý ở Bồ Điền đánh chiếm các vùng đất còn lại ở phía Bắc Thanh Hóa, đồng thời xây dựng tuyến phòng thủ từ vùng căn cứ Bồ Điền đến cửa biển Thần Phù để ngăn chặn viện binh của giặc Ngô theo đường biển tấn công từ phía Bắc. Khi ra trận, bà Triệu mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài châm vàng, cưỡi voi trắng một ngà và được tôn là Nhụy Kiều tướng quân. Quân bà đi đến đâu cũng được dân chúng hưởng ứng, khiến quân thủ khiếp sợ. Đầu voi phất ngọn cờ vàng, đạp luồng sóng dữ, đánh tan giặc thù. Truyền thuyết kể rằng để mua chuộc bà Triệu, giặc phong bà làm Lệ Hải Bà Vương, còn hứa sẽ cấp nhiều tiền bạc, nhưng bà không chút tơ hào. Sau nhiều trận thất bại, quân Ngô rất lo lắng khi phải đối đầu với bà Triệu. Họ thốt lên rằng, vung tay đánh cọp xem còn dễ, đối diện bà Vương mới khó sao.
Được tin cuộc khởi nghĩa lan nhanh, vua Ngô là Tôn Quyền, phái tướng Lục Dận, cháu của Lục Tốn, đem theo 8.000 quân sang đàn áp. Lục Dận dùng của cải mua chuộc một số lãnh tụ địa phương để chia rẽ lực lượng nghĩa quân. Giao Chỉ được ổn định, Lục Dận dốc toàn lực tấn công Cửu Chân. Cuộc tấn công kéo dài hơn 2 tháng, nhưng căn cứ Bổ Điền vẫn đứng vững. Tuy nhiên, với lực lượng vũ khí hiện đại và quân số đông hơn, quân Ngô cuối cùng đã bao vây được nghĩa quân. Ngày 22 tháng 2 năm Mậu Thìn, Bà Triệu và nghĩa quân chiến đấu dũng cảm để phá vòng vây và rút về núi Tùng. Bà quỳ xuống vái trời đất, sinh vi tướng, tử vi thần, rồi rút gươm tự vẫn. Ba anh em họ Lý sau đó đắp mộ cho bà trên đỉnh núi và tuẫn tiết để giữ lời thề với nữ chủ tướng. Nước Việt lại bị Đông Ngô đô hộ cho đến năm 265, khi Lã Hưng giết thứ sử Tôn Tư và dâng các châu cho Tào Ngụy, sau này là nhà Tấn. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu tuy thất bại, nhưng đã để lại một dấu son sáng ngời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Dân tộc ta nói chung, vùng đất Thanh Hóa nói riêng, rất tự hào đã sinh ra vị nữ anh hùng, đã làm nên những chiến công rạng rỡ cho dân tộc. Tinh thần yêu nước, chí khí quật cường cùng sự hy sinh lẫm liệt của Bà Triệu không chỉ làm cho kẻ thù khiếp sợ, mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự chủ của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.